Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hươu, mua cho lọc nhúng. Hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa đổ đế để hươu mọc nhúng, biểu hiện hươu chuyển từ màu vàng sang màu đen. Hươu không còn hung dữ, bụng phô dần và nếu bạn quan sát kỹ sẽ thấy ở phần viên của đế hươu thể hồng hồng. Đây chính là lúc thích hợp mà chúng ta cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng, chất tinh bột để lọc nhúng đạt được chất lượng cao nhất, các chất tinh bột như ngô, sắn, nếp lạc, vân vân. Ngày đều đặn 2 lần, mỗi lần từ 0,3 đến 0,5 kg tùy theo thể trạng của từng con. Buổi sáng tầm 8 đến 9 giờ sáng sau khi chúng ta đã cho hươu ăn thức ăn xanh xong, buổi tối cũng như vậy. Sau khi cho ăn thức ăn xanh xong, trước khi đi ngủ thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một lần nữa. Nếu cho ăn kiên trì và đầy đủ như vậy thì lọc nhúng sẽ được phát triển một cách tốt nhất và hiệu quả sẽ đạt cao nhất.